vị, chiều ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay khi nhận được tin báo có ca nhiễm trên địa bàn huyện Hóc Môn, đã kích hoạt đội phản ứng nhanh ngay trong đêm 26 và rạng sáng 27 tháng 5, triển khai truy vết khẩn các trường hợp liên quan ca nghi nhiễm. Qua truy vết, đã xác minh ban đầu có 9 trường hợp F1, trong đó 6 trường hợp là người nhà và hiện đang sống tại xã Thới Tam Thôn, 2 trường hợp ở xã Bà Điểm, 1 trường hợp tại xã Tân Xuân. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Với 13 trường hợp tiếp xúc F2 được hướng dẫn khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Mọi việc được thực hiện thần tốc, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, phong tỏa và lấy mẫu gộp cho tất cả người dân tại 3 con hẻm, một khu nhà trọ gần kề với tổng số 227 người. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã phong tỏa hẻm 178 dẫn vào khu tập thể trên đường Bình Quế, phường 27. Việc phong tỏa này được thực hiện từ sáng cùng ngày sau khi chính quyền địa phương nhận được thông tin trường hợp F1 của ca dương tính COVID-19 thuộc chuỗi lây nhiễm tại Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng sinh sống tại đây.